Xin chào Xin mọi chào mọi người, người, tôi là tôi là Linh Linh và ngày và hôm hôm nay nay thì thì tôi tôi sẽ sẽ giới giới thiệu thiệu đến đến mọi mọi người người về về chương chương trình trình học học toán toán tiếng tiếng Anh Anh tiểu tiểu học học dành dành cho cho học học sinh sinh lớp lớp 2. 2. Trong Trong chương chương trình trình này, này, ngoài ngoài việc việc đưa đưa ra ra các các hướng hướng dẫn dẫn để để giải giải các các bài bài toán toán lớp lớp 2 2 thì thì một một phần phần quan quan trọng trọng nữa nữa đó đó là là các các kiến kiến thức thức về về tiếng tiếng Anh Anh liên liên quan quan đến đến bài bài học. học. Chúng Chúng ta ta sẽ sẽ bắt bắt đầu đầu với với phần phần 1 1 là là phần phần ôn ôn tập tập và và bổ bổ sung sung các các số số đếm đếm đến đến 100. 100. Number Number to 2 100. 100. Ở Ở câu A, câu A, chúng chúng ta ta phải phải nêu nêu tiếp tiếp các các số số có có một một chữ chữ số. số. Sau Sau đó đó thì thì ở ở câu câu B B và và câu câu C C thì thì chúng chúng ta ta phải phải viết viết chữ chữ số số bé bé nhất nhất có có một một chữ chữ số số và và chữ chữ số số lớn lớn nhất nhất có có một một chữ chữ số. số. Ở Ở đây đây thì thì đã đã có có các các số số như như là là số số 0, 0, số số 1, 1, số số 2 2 và và các các số số cần cần viết viết còn còn lại lại đó đó là là số số 3, 3, số số 4, 4, số số 5, 5, số số 6, 6, số số 7, 7, số số 8 8 và và số số 9. 9. Về Về phần phần tiếng tiếng Anh Anh thì thì đó đó là là chủ chủ điểm. điểm. Why Why the the smallest smallest and and the the greatest greatest number. number. The The smallest smallest number number is is 0. 0. The The greatest greatest number number is is 9. 9. Phần ô Phần ô trống trống bên bên phải phải màn màn hình hình thì thì sẽ sẽ là là các các từ từ mới mới của của chúng chúng ta ta đây đây gồm gồm có có number number to 2 100, 100, smallest smallest number number and and greatest greatest number. number. Chúng Chúng ta ta sẽ sẽ đến đến với với câu câu số số 2. 2. Câu Câu số số 2 2 này này liên liên quan quan đến đến số số có có hai hai chữ chữ số, số, two two digits digits number. number. Ở Ở phần phần này này thì thì bảng bảng cho cho chúng chúng ta ta số số đầu đầu tiên tiên bắt bắt đầu đầu là là số số 10, 10, sau đó sau đó số số 1. 1. Nhiệm Nhiệm vụ vụ chúng chúng ta ta đó đó sẽ sẽ là là gì ạ? gì ạ? Sẽ Sẽ điền điền tiếp tiếp các các cái cái số số còn còn thiếu thiếu ở ở đây đây theo theo thứ thứ tự tự tăng tăng dần. dần. Và Và tiếp tiếp theo, theo, chúng chúng ta ta sẽ sẽ phải phải viết viết số số bé bé nhất nhất có có hai hai chữ chữ số số và và số số lớn lớn nhất nhất có có hai hai chữ chữ số. số. Write Write the the smallest smallest and and greatest greatest two two digits digits a a number. number. Và Và sau sau khi khi điền điền được được các các bảng bảng này này thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ thấy thấy rằng rằng the the smallest smallest two two digits digits number number is is 10 10 and and the the greatest greatest two two digits digits number number is is 99. 99. Để Để số số nhỏ nhỏ nhất nhất có có hai hai chữ chữ số số là là số số 10 10 và và số số lớn lớn nhất nhất có có hai hai chữ chữ số số là là số số 99. 99. Ở Ở phần phần này này thì thì từ từ mới mới chúng chúng ta ta đó đó là là gì gì ạ? ạ? 2 2 digits digits number. number. Vậy Vậy nếu nếu số số có có ba ba chữ chữ số số thì thì sẽ sẽ là là gì gì ạ? ạ? 3 3 digits digits number. number. Số Số 4 4 chữ chữ số số là là 4 4 digits digits number. number. Và Và smallest smallest number number and and greatest greatest number. number. Câu Câu này này thì thì cũng cũng tương tương đối đối là là đơn đơn giản giản với với các các bé. bé. Tiếp theo Theo sang sang câu câu thứ thứ 3 3 liên liên quan quan đến đến phần phần thứ thứ tự tự các các số số ordering ordering number. number. Câu Câu A A là là viết viết số số liền liền sau sau của của 39. 39. Tiếp Tiếp theo theo là là viết viết số số liền liền trước trước của của 90. 90. Viết Viết số số liền liền trước trước của của 99 99 và và viết viết số số liền liền sau sau của của 99. 99. Số Số liền liền sau sau của của A A là là số số đứng đứng kế kế tiếp tiếp ngay ngay phía phía sau sau của của A A và và có có giá giá trị trị lớn lớn hơn hơn A A một một đơn đơn vị. vị. Số Số liền liền trước trước của của A A là là số số đứng đứng kế kế tiếp tiếp ngay ngay phía phía trước trước của của A A và và có có giá giá trị trị nhỏ nhỏ hơn hơn A A là là một một đơn đơn vị. vị. Ở Ở đây, đây, với với phần phần tiếng tiếng Anh Anh chúng chúng ta ta có có là là gì gì ạ? ạ? The The number number comes comes after after 39 39 is is 40. 40. Nghĩa Nghĩa là là số số mà mà đứng sau, đứng đứng ngay ngay sau sau ấy, ấy, comes comes after. after. Số Số 39 39 là là số số 40. 40. Và Và the the number number comes comes before before 19 19 is is 89. 89. Cái Cái số số mà mà đứng đứng trước trước số số 90 90 là là số số 89. 89. The The number number comes comes before before 99 99 is is 198. 198. The number comes after The 99 number is comes after 100. 100. Như vậy Vậy thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ có có một cái một cái phần phần từ từ mới mới là là số số liền liền trước trước thì thì sẽ sẽ là là the the number number comes comes before before và và số số liền liền sau sau là là the number the number comes comes after. after. Trên Trên biểu biểu đồ đồ này này gồm gồm ba ba chữ chữ số số là là 98, 98, 99 99 và và 100. 100. Nếu Nếu lấy lấy số số 99 99 là là trọng trọng tâm tâm thì thì số số before before 99 99 là là số số 98 98 và và số số after after 99 99 là là số số 100. 100. Ở Ở trong trong phần phần này này thì thì mọi mọi người người sẽ sẽ lưu lưu ý ý về về phần phần từ từ mới mới nhé. Đó đó là là phần phần gì gì ạ? ạ? Ordering Ordering number number là là cái cái thứ thứ tự tự số số ạ. ạ. The The number number comes comes before before và và the the number number comes comes after after là là số số liền liền trước trước và và số số liền liền sau. sau. Chúng Chúng ta ta đến đến phần phần ôn ôn tập tập và và bổ bổ sung sung các các số số đếm đếm đến đến 100 100 tiếp tiếp theo. theo. Ở đây thì Thì là là một một dạng dạng số số được được chia chia thành thành hàng hàng chục, chục, hàng hàng đơn đơn vị, vị, phần phần viết viết số, số, phần phần đọc đọc số. số. Ví Ví dụ dụ là là gì gì ạ? ạ?
Và bài tập thì yêu cầu lặp lại việc này với các số như là số 36, số 71 và số 94. Ở bảng kế bên này là phần hoàn thành của bài tập này, gồm các số 36, 71 và 94. Trong phần tiếng Anh của phần này, đó chính là khái niệm về partition number. The number are sleep in 110 and init to make them easy to use in calculation. This called partitioning. Các số thì được chia thành hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị để chúng có thể dễ dàng trong việc tính toán, thì cái này được gọi là partition, nghĩa là sự chia ra đấy. Ở trong bảng này thì có gì ạ? Phần 10 là số hàng chục, phần unit là phần đơn vị. Để phần 10 đây là 8, phần unit là 5. Right number 85, đó là khái niệm về partition. Trong thực tế thì partition này là một cái tấm ngăn vách. Ở trong khu văn phòng có các cái vách ngăn thì nó cũng được gọi là partition. Và trong phần số học này thì cũng tương tự như vậy. Phần phân chia các số thành các hàng chục hoặc hàng đơn vị để dễ dàng hơn trong việc tính toán. Ví dụ ở đây ạ. 36 thì bằng 30 cộng 6. Phần từ mới thì mọi người nhớ các khái niệm như là partition, 100, 10, the unit và calculation là danh từ của sự tính toán. Động từ của nó thì ạ, calculate. Trong phần số 2 này là yêu cầu viết các số 57, 98, 61, 74 và 47 theo mẫu. Ở đây có là gì? 57 thì bằng 50 cộng 7, 98 thì bằng 90 cộng 8, 61 thì bằng 60 cộng 1, 74 thì bằng 70 cộng 4, 47 thì bằng 40 cộng 7. Đây cũng là một ví dụ về partition number. Câu số 3 là phần so sánh, comparing number. Ở đây yêu cầu chúng ta điền dấu gì ạ? Lớn hơn, số nhỏ hơn hoặc là dấu bằng và chỗ trống. Ở đây so sánh giữa 34 và 38 thì chúng ta thấy rằng gì ạ? 34 thì nhỏ hơn 38. Phần 27 thì nhỏ hơn 72. 80 cộng 6 thì sẽ bằng 86. Và số 86 thì đứng sau số 85. Như vậy 80 cộng 6 thì sẽ lớn hơn số 85. Ở đây 72 lớn hơn 70, 68 thì bằng 68, 40 cộng 4 bằng 44, và 44 này thì bằng 44 ở phía bên này. Đây là phần comparing number, so sánh các số, gồm có greater than là lớn hơn, smaller than là nhỏ hơn và equal là bằng. Number 34 is smaller than number 38. Number 27 is smaller than number 72. Number 86 is greater than number 85. Number 72 is greater than number 70. Number 68 is equal number 68. Number 44 is equal number 44. Ở đây thì chúng ta nhớ các từ mới, đó là comparing number, greater than là số lớn hơn, smaller than số nhỏ hơn, và equal là bằng. Chúng ta đến với phần tiếp theo, cũng liên quan đến phần ordering number, là viết các số theo thứ tự lớn đến bé hoặc là bé đến lớn. Ở đây đề bài cho chúng ta các số như là số 33, số 54, số 45 và số 28. Câu A, viết theo thứ tự từ bé đến lớn thì chúng ta sẽ sắp xếp lại được số 28 đến số 33 đến số 45 và số 54. Theo thứ tự từ lớn đến bé thì là số 54, số 45, số 33 và số 28. Ở phần này, tựa đề tiếng Anh của nó là gì ạ? Là arrange the number in order. Sắp xếp các số theo thứ tự. From the smallest to the greatest. Từ số bé nhất đến số lớn nhất. Arrange the number in the order. From the greatest to the smallest. Sắp xếp các số theo thứ tự. Từ số lớn nhất đến số nhỏ nhất. Đây là hình ảnh một đoàn tàu. Thì trong hình ảnh đầu tiên này,
là sắp xếp các số theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Và bên này thì là sắp xếp theo thứ tự từ số lớn đến số nhỏ. Phần từ mới thì chúng ta sẽ học về các từ như là arrange the number in the order. From the smallest to the greatest, from the greatest to the smallest. Và cái phần tiếp theo cũng là phần sắp xếp số. Ở đây viết các số và ô trống là các số 98, 76, 67, 93 và 84. Có một vài dấu mốc đã được đánh dấu là số 70, số 80, số 90 và số 100. Như vậy mọi người sẽ phải điền vào đây theo thứ tự. Số đầu tiên sẽ là số phải nhỏ hơn số 70 thì đó là số 67. Số thứ hai là cái số phải nằm giữa số 70 và số 80 thì ở đây là số 76. Tiếp theo sẽ là số nằm giữa số 80 và số 90 và là số 84. Và tiếp theo sẽ là hai số nằm giữa số 90 và số 100. Ở đây có hai số là số 93 và số 98. Tuy nhiên thì số 93 nhỏ hơn số 98, như vậy thì sẽ điền số 93 trước và sau đó là điền số 98. Đây là phần ordering number. Arrange the number in the order, then write them from smallest to the greatest. Đây là cái phần sắp xếp các số từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Sau đó thì mọi người sẽ điền vào đây. Trên đây là phần tổng hợp đầu tiên về ôn tập và bổ sung toán lớp 2. Các video tiếp theo sẽ lần lượt giới thiệu đến các bạn các phần học tiếp theo của mục lục toán lớp 2. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì có thể like, share, subscribe để kênh có thể phát triển nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn.